Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Giới thiệu trường Đại học Đồng Tháp. Trường Đại học Đồng Tháp là trường đại học công lập đa ngành đa lĩnh vực của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Đồng Tháp có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học cho vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt. Nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đại học Đồng Tháp đã được hệ thống Đại học Quốc gia kiểm định và chứng nhận về chất lượng đào tạo vào năm 2017. Lịch sử hình thành, trường Đại học Đồng Tháp tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp. Ngày 10 tháng 1 năm 2003, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm đã ký quyết định nâng cấp thành trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp. Đến ngày 4 tháng 9 năm 2008, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý cho phép đổi tên trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành trường Đại học Đồng Tháp. Đội ngũ giảng viên, tính đến tháng 12 năm 2020, trường đang có 543 viên chức và nhân viên, trong đó có 414 viên chức giảng dạy, 394 giảng viên và 20 giáo viên. Với 11 phó giáo sư, 82 tiến sĩ, 51 nghiên cứu sinh và 301 thạc sĩ. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học là 100%. Bộ máy nhà trường Đại học Đồng Tháp gồm có 11 khoa đào tạo, 13 phòng ban chức năng, 6 trung tâm và 1 trường thực hành sư phạm. Các khoa đào tạo: 1. Khoa ngoại ngữ, 2. Khoa sư phạm toán tin, 3. Khoa sư phạm khoa học tự nhiên, 4. Khoa SP ngữ văn, 5. Khoa sư phạm nghệ thuật, 6. Khoa sư phạm khoa học xã hội, 7. Khoa giáo dục thể chất giáo dục quốc phòng và an ninh, 8. Khoa giáo dục tiểu học mầm non, 9. Khoa kinh tế, 10. Khoa nông nghiệp và tài nguyên môi trường, 11. Khoa văn hóa du lịch và công tác xã hội. Các phòng ban trung tâm, tổ chức cán bộ và công tác đảng, phòng hành chính tổng hợp, phòng công tác sinh viên, phòng hợp tác quốc tế, phòng đào tạo, phòng thiết bị, phòng thanh tra pháp chế, phòng đảm bảo chất lượng, phòng đào tạo sau đại học, phòng khoa học và công nghệ, phòng kế hoạch tài chính, ban tư vấn sinh viên, trung tâm thông tin thư viện Lê Vũ Hùng, trung tâm quản lý dịch vụ, trung tâm bồi dưỡng nhà giáo, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, trung tâm ngoại ngữ và tin học, trung tâm phân tích hóa học, trung tâm liên kết đào tạo, tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Hiện nay, trường có 1 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ quản lý giáo dục, 6 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán, giáo dục học, giáo dục tiểu học, ngôn ngữ Việt Nam, hóa lý thuyết và hóa lý, lịch sử Việt Nam. 29 ngành đào tạo trình độ đại học, 1 ngành đào tạo trình độ cao đẳng, tính đến năm 2020. Nhà trường đang có trên 5.500 học viên, sinh viên chính quy và 3.500 học viên, sinh viên không chính quy. 4.455 sinh viên hệ liên thông, vừa làm vừa học tại 11 cơ sở liên kết đào tạo thuộc các tỉnh trong và ngoài vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, nhà trường còn liên kết với nhiều trường đại học có uy tín trong nước để đào tạo trình độ thạc sĩ với 460 học viên. Hiện đang là giảng viên, giáo viên, cán bộ thuộc các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông. Các doanh nghiệp trong và ngoài vùng đồng bằng sông Cửu Long, hợp tác quốc tế, trường có quan hệ hợp tác với một số trường đại học, đơn vị quốc tế như Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Thanh Đảo, Trung Quốc, Công ty trách nhiệm hữu hạn Salem Việt Nam, Trường Đại học Sama State, Philippines, Trung tâm phát triển trẻ em DONCOI, Lào, tổ chức Team N Team International tại Việt Nam, Trường Đại học Kiến trúc và Xây dựng Dân dụng Quốc gia Varonis, Liên bang Nga, Cơ quan trao đổi Hàn Lâm Đức DAAD. Năm 2021, Trường Đại học Đồng Tháp DSDT tuyển sinh 2050 chỉ tiêu với 30 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy, 1 ngành cao đẳng giáo dục mầm non theo 4 phương thức xét tuyển độc lập. Đại học Đồng Tháp tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2021 theo các phương thức xét tuyển sau. Phương thức 1, xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, thời gian, hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ tiêu, 70% các ngành đào tạo giáo viên và 50% các ngành còn lại. Phương thức 2, xét học bạ trung học phổ thông, kết quả học tập lớp 12, chỉ tiêu, 20% các ngành giáo viên và 40% với các ngành ngoài sư phạm.
Phương thức 3, xét tuyển thẳng các ngành sư phạm, xét tuyển thẳng đối với các học sinh đã tốt nghiệp trường trung học phổ thông chuyên của các tỉnh vào các ngành phù hợp với môn học chuyên hoặc môn đạt giải. Trừ các ngành có thi năng khiếu, đảm bảo theo quy định của Bộ GD. Thành phố vào các ngành phù hợp với môn học chuyên hoặc môn đạt giải nếu đáp ứng điều kiện. 3 năm học trung học phổ thông chuyên tỉnh đạt học sinh giỏi hoặc đạt giải nhất nhì, 3 các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. Phương thức 4, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2021 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ tiêu 5% các ngành giáo viên và 10% các ngành ngoài sư phạm. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.